Mới đây tại cuộc gặp gỡ với lãnh đạo công ty AstraZeneca tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị công ty này tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Việt Nam có được ít nhất là 10 triệu liều vaccine từ nay cho đến đầu tháng 8 năm 2021. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị phía AstraZeneca phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy, giúp đỡ có hiệu quả việc sản xuất vaccine trong nước và giảm giá bán vaccine cho Việt Nam, về phía công ty AstraZeneca cho biết sẽ ưu tiên và cố gắng để chuyển cho Việt Nam ít nhất 8 triệu liều vaccine ngay trong tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2021. Ngoài ra, AstraZeneca sẽ giúp đỡ hỗ trợ Việt Nam sản xuất vaccine trong nước, tăng cường đầu tư gia công, sản xuất các loại thuốc cần thiết tại Việt Nam như là thuốc chữa ung thư, tim mạch, đường ruột và một số loại thuốc cho trẻ em. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,5 triệu liều vaccine, trong đó gần 2,5 triệu liều do COVAX hỗ trợ, hơn 400.000 liều mua lại từ công ty VNVC, gần 1 triệu liều do Nhật Bản tặng. Đầu tháng 7, Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm 1 triệu liều vaccine nữa do Nhật Bản tài trợ. Tất cả số vaccine này đều là của hãng AstraZeneca.